mùa hè không muốn xài cam chanh mà lại vẫn muốn mát mẻ, không đụng hàng thì xài gì? Đấy, một sản phẩm của La Pose, một thương hiệu Việt. Và đây nó là mùi hương của trà gạo. Nghe rất là hấp dẫn luôn. Trà gạo thì ông nào mà là fan của mấy cái đồ uống Nhật, Hàn, Hùng các thứ thì chắc chắn là các bạn đã không thể nào bỏ qua một cái thức uống cực kỳ là bổ dưỡng cũng như là rất là ngon miệng như vậy. Và đây là chai nước hoa có mùi trà gạo. Và La Pose là một trong những thương hiệu Việt mà chúng ta đã có một cái video nói qua trong cái sản phẩm sữa tắm mùi nước hoa. Và các bạn cũng có thể thấy được rằng là trong cái việc họ làm mùi thì chúng ta thấy được sự nghiêm túc và rất là chỉn chu, chăm sóc khách hàng cũng khá tốt. Nên đối với mình thì những thương hiệu Việt, đặc biệt là La Pose, mình rất là muốn đồng hành và ủng hộ. Cũng đã nói rồi, thì nếu như bạn chưa xem cái video đó thì hãy ấn vào đây, mình sẽ để cái đường link ở đây. Còn bây giờ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mùi trà này có gì mà mình lại nói rằng signature scent trong mùa hè. Bắt đầu nhá. Trên tay mình đây đang là size 30ml của An Ode to Gemaicha. Và nó có mùi hương chủ đạo, đó chính là trà gạo. Mùi hương này thì đã xuất hiện ở trong cái bộ vial đón chào trung thu gồm 3 mùi trà khác nhau. Và theo như La Pose chia sẻ thì đây là mùi mà được feedback khá là tốt, nên họ đã quyết định làm ra cái size 30ml này để bán ra thị trường. Và cái thời điểm mà mình quay cái video này thì vẫn đang có pre-order, nên là giá khá là ổn. Còn sau cái thời gian này thì giá nó sẽ trở về nguyên, nên là cũng có thể hơi cao một xíu. Nên mình cũng sẽ cố gắng để xin một cái code để giảm giá cho những người xem riêng của kênh mình. Không biết được hay không thì các ông có thể xem cái phần link mô tả ở phía dưới. Còn em này thì tôi đảm bảo rằng ngon. Ôi, ngửi đầu vòi rồi, thích mê. Đây, để mình đưa vào cho các bạn nhìn rõ hơn về cái thiết kế. Đây là cái size 30ml, các bạn có thể nhìn thấy. Trông khá là xinh, đặc biệt rằng cái phần đáy của chai làm cực kỳ dày. Và với những cái đáy chai như thế này thì các bạn có biết được một điều rằng khi mà nó rơi, nó rất là khó vỡ. Hôm trước thì mình có đi quay Sikili và chai Tonka Cola. Và chai Tonka Cola có rơi xuống đất, nhưng mà khi mà đập cái đáy xuống cái gạch ở cái chân tượng đài Lý Thái Tổ thì không vấn đề gì cả. Thế nên là cái lợi ích của cái việc làm đáy chai dày như này nó rất là hợp lý. Kết hợp với đó là những cái góc cạnh thì họ đã bo lại rồi, và nó không có cảm giác quá là kiểu khó cầm hay là kiểu gai góc. Mà mình thấy rằng là cái thiết kế này nó khá là hợp với concept trà kiểu hơi kiểu thanh tịnh đó. Còn đây là cái hộp của nó, các bạn có nhìn thấy chữ La Pose và nồng độ là Eau de Parfum. Và các bạn có thể mở ra như thế này, và cái chai nước hoa nó sẽ ở trong. Các bạn đặt chai nước hoa vào, khi các bạn nhận là nó sẽ như thế này đó, rất là chắc chắn. Hộp xịn sò, các bạn mang đi tặng cũng rất là ok. Nào, đằng nào tôi cũng xịt tí, tôi đi ăn hải sản làm tí trà, tí nữa đỡ phải uống trà đá. Tôi thì vẫn đang hơi ho một tí vì vừa rồi ốm liên tục. Khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy đúng cái mùi đang cầm một cái chai trà gạo của Hàn Quốc. Ừ, đúng rồi, của Hàn Quốc, màu trắng trắng ấy. Thì các bạn mở ra như nào, các bạn đưa lên mũi ngửi, và cái mùi hương này nó rất giống cái mùi của chai trà gạo đấy. Và nếu như các bạn ngửi kỹ thì các bạn nhận thấy ngoài cái nét thơm kiểu giống như gạo ST25 lúc ông nào mà có hay nấu cơm ấy, thì mùi thơm kiểu ngậy ngậy, hơi kiểu dừa dừa, và mùi nó rất là sáng. Ngoài ra nếu như các bạn ngửi kỹ ở phần top note này ấy, thì nó làm mình nghĩ tới cái gạo ST25 khi mà mình đã bắt đầu kiểu nó bắt đầu khô nước rồi, nhưng mà cái hạt cơm nó chưa thực sự quá khô và nó vẫn còn một cái độ hơi kiểu gọi là hơi kiểu bắt đầu, nó bắt đầu khô kiểu hơi dính dính, nó vẫn còn ướt ướt ở ngoài những cái hạt gạo một tí sắp thành cơm ấy, kiểu như vậy. Thì cái top note này nó xịt ra rất rất giống, và mình đảm bảo rằng trong những chai nước hoa quốc dân ở trên thị trường thì khá là khó có mùi trà gạo nào đặc biệt như em này. Đặc biệt là nó ngửi cũng khá là nhẹ nhàng chứ không phải có hơi hướng kiểu synthetic. Ôi, thơm vãi.
Và cái hôm đầu tiên ấy, khi mà mình cầm con này về, mình có xịt lên tay, thì mẹ mình bảo ui ôi thơm thế, trà thơm thế, trà gạo à. Thế xong rồi mình còn bảo là để xem nhà mình có cái chai trà gạo không. Ngày xưa nhà tôi có bán, nhưng mà sao bây giờ nhà tôi không bán nữa rồi. Nhưng mà mẹ tôi bảo là ui mùi này thơm. Xong rồi hôm trước tôi có xịt đi vào quán cà phê ông anh tôi ở cạnh nhà tôi, và ông ấy là pha đồ uống cà phê cũng như là rất nhiều loại trà khác nhau. Ông ấy có thử con này và con Tempo ông ấy yêu cầu, thì ông bảo là ui anh thấy con này mẹ hay vãi, thú vị vãi. Một người kiểu làm pha chế kiểu quán cà phê mà anh ngửi mùi này mà anh còn ấn tượng, thì các bạn biết là mùi hương này nó chân thật và nó thực sự đến mức nào. Ngoài ra thì nếu như các bạn ngửi kỹ, các bạn nhận thấy một cái nét kiểu hơi kiểu người ta gọi là trà gạo rang, nhưng mà với cô thì tôi nhận thấy là một cái nét hơi kiểu cháy nhẹ, hơi kiểu caramel. Lúc mà các bạn cho những cái caramel ra mà ở những cái phần mà nó giáp danh giữa cái phần bánh và cái phần kiểu gọi là đường ấy, ở phía dưới nó sẽ có một cái cảm giác nó hơi cháy cháy nhẹ một tí. Thì ở đây cái phần top note nếu như các bạn ngửi kỹ thì các bạn cũng sẽ thấy. Nhưng cái mùi hương này nó không chỉ thú vị ở mỗi phần top note, mà khi mà dry down ở trên da ấy, thì sau khoảng tầm nửa tiếng thì cái mùi trà gạo này nó dần dần nó nhẹ hẳn xuống, và cái nét béo béo cũng như là milky nó cũng sẽ trôi qua, cái mùi dừa hơi kiểu ngậy ngậy nó sẽ trôi qua. Lúc này nó sẽ xuống chỉ còn một cái mùi trà, mình có cảm giác như kiểu mùi trà xanh ấy, thơm ngút ngát. Mà những cái lá trà ở đây nó là những cái lá trà non, các bạn đưa sát lên mũi ngửi chứ nó không phải kiểu các bạn thoáng qua. Và cái mùi này thì mình còn nhận thấy một chút hơi ngọt, kiểu nhài một xíu. Tại vì cái combo mà trà nhài xong rồi một chút kiểu citrus, nó là một cái tổ hợp rất quen thuộc ở những chai nước hoa mùi trà. Nhưng đối với cái trà của La Pose Gen Mai Cha thì các bạn thấy là top note nó cực kỳ thú vị, nhưng mà khi dry down về sau thì nó có xu hướng khá là mềm mại là một. Cái thứ hai là lên đúng một cái mùi trà xanh ngút ngát, kết hợp cùng với đó là cái cảm giác một cái mùi rất là kiểu trong trẻo, nhẹ nhàng, kiểu thanh tịnh. Nó đúng như kiểu là cái cảm giác mà chúng ta ngồi trong một cái quán cà phê sân vườn, nó rất là rộng rãi, mà chúng ta ngồi nhâm nhi, và hôm đó thì là một ngày cuối tuần chủ nhật, gió hiu 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 chứ không phải là Hà Nội nóng tầm 40 độ như bây giờ phát hoảng. Đó là với cá nhân mình thì đây là một con trà cực kỳ thú vị và các bạn phải có ở trong tủ. Hôm mà mình nhận em này xong cái mình bảo thôi kiểu này chắc chắn là phải làm review trước, còn mấy con khác thì kế hoạch khác về lít nữ như thứ dẹp lại về sau, làm review con trà này trước đã. Ôi. Và chắc chắn rằng các bạn sẽ không đụng hàng với bất cứ ai dùng cái phân khúc loanh quanh tầm 1 đến 2 triệu ở ngoài kia đâu. Nên là cứ tự tin mà mua. Đặc biệt là các bạn hoàn toàn có thể ra store của La Pose ở thành phố Hồ Chí Minh để thử trực tiếp mùi hương này ở trên da, xem là nó giống mình review hay không nhá. Đặc biệt là cái độ hiệu năng, độ bám tỏa nữa. À đấy, nhắc tới cái vấn đề hiệu năng, độ bám tỏa thì chắc chắn rằng là nhiều bạn sẽ có một câu hỏi rằng ở nước hoa Việt Nam thì nếu như mà làm được mùi tốt thường thường là bị độ bám tỏa kém, hay là như một vài nước hoa Pháp nhưng mà lại bán ở Việt Nam và gọi là nhập đường dây, à không, người ta gọi là nhập dây chuyền cũng như là công thức rồi nguyên liệu ở nước ngoài thì nó bám khủng nhưng mà mùi nó không tự nhiên. Thế thì em này như thế nào? Thì mình phải nói với các bạn rằng là mùi hương này nó có một cái hiệu năng ở mức trung bình. Trung bình ở đây đó là với một cái mùa hè, đặc biệt là với một cái mùi trà khá là thú vị, thì ở trên da mình mùi Gen Mai Cha nó tỏa tốt trong khoảng tầm nửa tiếng đầu. Ngay khi các bạn xịt ra, cái nét trà gạo kiểu trà gạo rang lên cực kỳ rõ và tỏa rất tốt. Những người xung quanh tầm một cánh tay đều có thể ngửi thấy. Nhưng khi mà nó đã biến chuyển sang cái mùi trà xanh khi mà mình review ấy, thì lúc đấy nó chỉ là một mùi skin scent thôi. Và lúc này thì thực sự là các bạn phải đưa tay vào sát như thế này thì các bạn mới ngửi thấy mùi hương của em nó. Cái này thì mình cũng đã feedback lại với team của La Pose, bảo là hy vọng các bạn có thể làm cho cái mùi hương có cái hiệu năng nó tốt hơn một xíu được không. Tại vì cái sự sáng tạo về mùi hương thì quá tốt rồi, nhưng mà hiệu năng kém quá. Mấy cái thương hiệu như kiểu Dynic hay là thương hiệu của The Memoria cũng vậy. Nên là với cá nhân mình thì mình thấy rằng là cái nhu cầu của người Việt ấy, ngoài cái vấn đề là mùi hương hay ho ra, giá tốt,
thì hiệu năng tốt cũng là một cái mà người ta chọn lọc rất là nhiều. Thế nên là mình cũng hy vọng là những sản phẩm sau, hoặc là có một cái phiên bản nào đó chỉnh sửa reform về mùi, thì những cái sản phẩm trà, đặc biệt là Genmai trà này, có một cái độ lưu hương và tỏa hương tốt hơn. Và cụ thể cái mùi hương này nó lưu ở trên da mình được khoảng tầm 4 tiếng. Nếu như mà mình tắm xong mình xịt thì có thể được lâu hơn, nhưng mà về trung bình được khoảng tầm 4 tiếng, đâu đó khoảng tầm 3 tiếng rưỡi. Còn ông nào tốt lắm, sau khi tắm mà mình trời mát mẻ, ít đổ mồ hôi thì nó có thể được 5 tiếng. Đây là một cái mình hơi thất vọng một xíu, nhưng mà thôi, cũng góp ý thẳng với La Poser để họ có thể cải thiện đối với những cái sản phẩm lần sau. Cái tiếp theo thì chúng ta nói đến cái câu chuyện đó là thời điểm khuyên dùng của nó như thế nào và có xài được cho mùa hè hay không. Thì đầu tiên nó là về thời điểm khuyên dùng, thì với cá nhân mình, đây là một con dành cho mùa hè cực kỳ tốt. Và con này thì chắc chắn rằng là mình nói luôn là không đụng hàng. Và mình nghĩ rằng tất cả những người ngoài kia xịt lên, các bạn đều sẽ wow, biết hoa Việt Nam làm đây á, thực sự đây á. Đó, đây là với cá nhân mình thì cái thời điểm khuyên dùng đó là mùa hè. Các bạn kể cả tầm 35 độ, trừ cái việc là các bạn chạy Grab ngoài đường liên tục. Còn nếu mà các bạn đi làm trong môi trường văn phòng, hoặc là với những ngày bình thường các bạn đi chơi, cà phê, cà pháo, bạn bè đi hẹn hò, thì đây cũng là một trong những mùi hương mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng. Ngoài ra thì nó cũng có thể hoàn toàn xịt được hàng ngày, là mùi signature scent của các bạn luôn. Đó. Và cái giới tính của cái mùi hương này thì mình nghĩ đây là một cái mùi unisex. Chỉ đơn giản là bạn thích một cái thứ đồ uống, và cái thứ đồ uống đó đó là trà gạo kết hợp cùng với cái việc đây là một cái mùi hương nó khá là sáng, trong trẻo, thanh tịnh. Đó. Nhưng mà nó cũng không có xu hướng là kiểu hơi bị già, kén người người. Mà mình nghĩ là cái thứ đồ uống này thì các bạn cứ nghiệm từ cái thứ đồ uống ra, thì cái đối tượng của cái thứ đồ uống này là như thế nào, thì cái mùi hương này đối tượng như vậy. Mình nghĩ là tầm từ 18 là các bạn hoàn toàn có thể xài được. Nó cũng không bắt bạn là phải có một cái phong cách nó quá là nghiêm túc, hay là với một cái phong cách kiểu là chỉn chu, hay đơn giản là kiểu phá cách như thế nào đấy. Không, tất cả chúng ta chỉ đơn giản rằng thích một cái mùi trà và nó thú vị, đặc biệt là đến từ Việt Nam, thì đây là một trong những mùi mà các bạn hoàn toàn có thể xài được. Đặc biệt là với những ngày nào mà yêu đời, đi cắm trại, picnic, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng, mang theo mỗi một cái size khá là nho nhỏ. Thậm chí rằng là những cặp đôi có thể sử dụng, đây là mùi signature scent của những cặp đôi luôn, hoàn toàn là hợp lý. Đấy. À, cái yếu tố tiếp theo đó là chính là về cái giá thành của một chai nước hoa này. Thì hiện tại là giá niêm yết khi mà chưa có pre-order nó rơi khoảng tầm 1,2 triệu cho một chai 30ml. Thực ra đây là một cái giá không rẻ, nói thẳng là như vậy. 1,2 triệu thì tính ra là tầm 10ml nó khoảng tầm 400.000, 300-400.000, không rẻ. Đúng, không rẻ, nhưng mà nếu như mà mua size to thì có thể là giá nó cao hơn, thì các bạn sẽ có lời hơn. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà tiếp cận một cái mảng mới của La Poser, thì ra những cái size 30ml ở lanh quanh 1 triệu thì các bạn rất dễ xuống tiền. Và thực sự với cá nhân mình thì mình rất muốn ủng hộ La Poser và nói với các bạn là những cái mùi hương của La Poser họ đầu tư rất nghiêm túc. Và kể cả những cái hộp nha, ít thương hiệu làm được cái hộp nó nghiêm túc và chỉn chu như này lắm. Đó, các bạn cũng hoàn toàn có thể thử trải nghiệm xem mùi hương này như thế nào. Và với cá nhân mình, nếu mà mình chấm trên thang điểm 10 về một cái mùi trà có thú vị hay không, và nó có đáng sử dụng làm signature scent cho mùa hè hay không, thì với mình sẽ chấm tầm 8 đến 8,5 trên 10. Khá tốt, chỉ có hơi gọi là thất vọng một xíu về cái hiệu năng thôi. Chắc hẳn ở đây đã có rất nhiều người đã từng thử qua cái bộ vial mùi trà đợt trung thu của La Poser rồi đúng không? Các bạn hãy chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Mình thì chưa được may mắn nhận được cái bộ vial đấy, nên đợt đấy mình cũng không mua. Nhưng mà với cái sản phẩm trà này thì chắc chắn trong thời gian tới, nếu như La Poser có ra những cái sản phẩm nước hoa, mà kể cả là vial hay những chai như này, thì chắc chắn là mình cũng sẽ ủng hộ. Và có mùi nào ngon thì mình cũng sẽ giới thiệu đến mọi người. Còn ai xài rồi thì hãy bình luận cảm nhận ở bên dưới. Đừng quên việc like, share, cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn chắc chắn rằng đây là một trong những hot mùi lựa chọn vào mùa hè mà các bạn không nên bỏ qua. Tin tôi đi, tôi bảo nó ngon là nó ngon thật đấy.
sợ sau này cháy hàng, Lavoisier làm không kịp thôi, lúc ấy không có mà mua đâu. Và xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.